28 tháng 11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á đã tổ chức thành công lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam, ký kết hợp tác doanh nghiệp và đơn vị bảo trợ. Theo đó, ông Nguyễn Nghĩa Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Kỹ thuật số Facebook Việt Nam, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam. Tham dự lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam có Tiến sĩ Phạm Quý Hiền, Chủ tịch Trung ương Hội Đông Nam Á Việt Nam, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, cùng sự tham gia của nhiều đơn vị doanh nghiệp trên cả nước. Việc thành lập hội đồng không chỉ đáp ứng xu thế mà còn xuất phát từ thực tế, bởi đại dịch COVID-19 tiếp tục làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 60% tổng số doanh nghiệp phá sản. Nhằm tăng cường hợp tác giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với nhau và các thành phần kinh tế khác trong xã hội, tạo giải pháp đột phá, hữu hiệu để vượt lên mọi khó khăn và thách thức. Cùng với việc áp dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, triết lý kinh doanh mới, liên kết nữa, liên kết mãi, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp 4.0 là nhân tố mới, tạo cơ hội thuận lợi để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với nhiều đối tác khác nhau trên thế giới. Đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục làm đảo lộn mọi lĩnh vực cuộc sống của mọi quốc gia dân tộc, mọi thành phần xã hội không trừ một ai. Trong đó, ngành kinh tế toàn cầu đặc biệt phải hứng chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng và nặng nề. Tỷ lệ phá sản hoặc thua lỗ rất cao, chiếm 60% tổng số doanh nghiệp. Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải coi chống dịch không chỉ để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người, mà còn tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế. Ngược lại, phục hồi và phát triển kinh tế chính là giải pháp cơ bản, tạo nên sức mạnh vật chất chiến thắng mọi loại dịch bệnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt là các doanh nhân, doanh nghiệp, tất cả rất cần sự mạnh dạn đổi mới tư duy và hành động, sáng tạo cái mới, từ bỏ cái cũ kỹ lạc hậu không còn phù hợp. Trong đó, sáng tạo mô hình mới nhằm tăng cường kết nối, hợp tác, phát triển giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với nhau và với các thành phần kinh tế khác trong xã hội là giải pháp đột phá rất hữu hiệu để vượt lên mọi khó khăn, không ngừng phát triển. Với mong muốn tiền phòng hỗ trợ công tác doanh nghiệp chuyển đổi số, cùng sự góp sức của các đơn vị công nghệ hàng đầu như triển lãm 3D ảo, sân khấu ảo, thuyết trình số, kết nối sinh thái toàn cầu, Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á đã thành lập Hội Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam là môi trường cho các doanh nghiệp hợp tác, kết nối, hòa mình cùng xu thế phát triển chung của thế giới. Sáng kiến để thành lập Hội Doanh nghiệp 4.0 trong bối cảnh chúng ta đang đối phó với đại dịch Covid, đồng thời là sự lan tỏa và bùng nổ của cái cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam là rất tuyệt vời, vì hướng đến phục vụ cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Những cái sáng kiến, những giải pháp cái công nghệ 4.0 mà ứng dụng ở trong các cái phân khúc quản lý, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và được đào tạo, huấn luyện, chuyển giao một cách có hệ thống cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp, rồi các hộ cá nhân, thậm chí là các hợp tác xã, thì đây là một cái đối tượng mà đang rất cần cái sự hỗ trợ về công nghệ cũng như là về nguồn nhân lực. Hội có cái tôn chỉ mục đích để hướng đến những cái đối tượng mà còn đang thiếu vắng những cái nguồn lực hỗ trợ và để kịp thời giúp cho doanh nghiệp có thể rút ngắn được cái chặng đường chuyển đổi số và để cải tiến được cái quy trình tổ chức quản lý bằng những cái ứng dụng công nghệ là rất đúng với cái định hướng của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng là vũ khí sắc bén chống lại thói quen làm ăn riêng lẻ, khép kín, cạnh tranh không lành mạnh. Có thể nói thời kỳ dương rẽ khỏe ăn đã qua, thời kỳ win-win đã tới. Hội đồng Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam sẽ là nhân tố mới, tạo ra nhiều cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác trên thế giới, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh triển vọng. Một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đang đưa tới đấy chính là một cái hệ sinh thái chúng tôi gọi là hệ sinh thái tích hợp all-in-one đa phương tiện. Đấy là tên của hệ sinh thái, đấy là Vibook. Và thứ nhất là Vibook thì là một cái mạng xã hội kinh doanh Make in Việt Nam, là sử dụng cái mã nguồn của công ty của Việt Nam, hoàn toàn là do con người Việt Nam làm ra. Và đặc biệt là chúng tôi cung ứng hai những cái giải pháp, như là một là mạng xã hội dành cho cộng đồng, hai là sàn thương mại điện tử dành cho hội kinh doanh. Và giúp cho, thứ nhất là giúp cho cộng đồng có mạng xã hội của Việt Nam trong xanh, sạch đẹp, văn minh lịch sự.
Thứ hai nữa là chúng tôi có sàn thương mại điện tử. Thì ở trong sàn thương mại điện tử chúng tôi có cái sử dụng công cụ tiếp thị liên kết affiliate, tạo ra cái mô hình kinh doanh là B2B, B2C và C2C. Thì giúp cho doanh nghiệp là thay vì mình tự bán hàng thì mình sẽ có một cái hệ thống cộng tác viên vô giới hạn bán hàng cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp không phải trả chi phí lương cứng. Và đặc biệt là với cộng đồng thì thay vì mình bỏ vốn kinh doanh thì mình sẽ vào đây kinh doanh bán hộ sản phẩm cho doanh nghiệp để mình có thêm thu nhập. Và với cái giải pháp này thì giúp cho vừa là gì là cộng đồng có đầu công việc, vừa là giúp doanh nghiệp giảm thiểu các cái đầu chi phí. Và giải pháp của chúng tôi còn giúp cho các câu lạc bộ, hiệp hội, trường học là quản lý đồng bộ, quản lý truyền thông, rồi thống nhất, rồi đặc biệt là họp Zoom, họp nhóm, chia sẻ màn hình, rồi thi online. Thì tất cả những cái giải tất cả những cái tính năng đó thì đã được tích hợp ở trong cái nền tảng mạng xã hội kinh doanh Facebook, và chúng tôi cũng luôn luôn cập nhật cái tính năng thêm và đặc biệt là nâng cấp các cái nền tảng công nghệ để đáp ứng được các cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như cộng đồng. Và đấy là cái những cái giải pháp mà chúng tôi luôn luôn cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, cùng với cộng đồng trong cái công cuộc chuyển đổi số.